Xin chào tất cả các bạn, mình là Khánh Tường. Chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với Đi Đu Đi Đâu. Trong dịp Tết như thế này thì có thể nói là cái nhu cầu mua sắm cây cảnh hoa Tết của gia đình chúng ta sẽ ngày càng tăng cao, đúng không? Cho nên là ngày hôm nay Khánh Tường sẽ dẫn các bạn đến một địa điểm, một con đường tại quận 7, mà đây là một trong những con đường mà bán cây cảnh hoa Tết và có thể nói là nhiều và hoành tráng nhất quận 7 luôn. Đó chính là đường Nguyễn Hữu Thọ. Xin mời các bạn cùng với Khánh Tường đi khám phá con đường này nha. Tại thì Khánh Tường đang có mặt ở con đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và giống như Khánh Tường nói á, thì con đường này giống như là một cái thiên đường cây cảnh tại quận 7 luôn. Và đặc biệt là trong dịp Tết này nữa thì hoa được bán rất là đa dạng phong phú, có hoa mai, hoa lan, hoa cúc, hoa giấy nữa, rất là nhiều loại hoa để chúng ta có thể lựa chọn được. Và chính vì vậy ngày hôm nay Khánh Tường sẽ cùng với tất cả các bạn chúng ta đi dọc trên con đường này để vừa du xuân và vừa tìm một cái góc nào đó thiệt là đẹp để chúng ta có thể có những tấm ảnh chụp hình sống ảo. Theo Khánh Tường biết thì không phải là những gian hàng được dựng lên vào ngày Tết mà là những cửa tiệm cố định ở đây luôn, hàng ngày luôn, trong năm luôn. Nhưng mà vào dịp Tết thì họ sẽ bán nhiều hơn những bông hoa đặc trưng của ngày Tết, ví dụ như là hoa cúc. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp nhé các bạn ha. Ở đây Khánh Tường thấy là có bán những cây bưởi. Mặc dù là các cửa hàng đều có những cái điểm chung là đều có những bông hoa đặc trưng của Tết như là bông cúc. Ở đây thì cũng có bán nhiều bông giấy, nhưng mà mỗi một cửa hàng thì Khánh Tường thấy là cũng có những cái sự khác biệt đặc trưng riêng. Ví dụ như là chỉ có cái cửa hàng này bán bưởi thôi, hay những cửa hàng khác thì chỉ bán hoa thôi. Khánh Tường nãy giờ Khánh Tường đi rìa ngoài đường, bây giờ Khánh Tường sẽ đi vào bên trong nha các bạn, để mình thấy hoa rõ hơn. Phải nói là thơm ngát luôn các bạn ơi. Các bạn phải là ở trong khung cảnh thật bên ngoài này, mình có cảm nhận được không chỉ đã mắt mà còn đã lỗ mũi luôn nữa. Có hoa sen nữa, hoa hướng dương nữa nha các bạn. Một loại hoa Khánh Tường cũng rất là thích, đó chính là hoa hướng dương. Và các bạn thấy ở đây không chỉ có bán hoa mà có những cửa hàng chuyên bán những cái loại như là chậu hoa nè, rồi những cái phân bón chăm sóc cho cây nữa, đa dạng sự lựa chọn luôn. Lúc này đến giờ thì chúng ta đã được đi dạo một vòng đường Nguyễn Hữu Thọ rồi. Và Khánh Tường thấy là bên cạnh những loài hoa mà được bán quanh năm ở đây rồi, đây là những cửa hàng cố định ở đây luôn, thì những bông hoa đặc trưng của ngày Tết vẫn được bán nhiều nhất và được trưng ở khu vực phía ngoài luôn, ví dụ như là hoa cúc ở đây. Đấy, cho nên là Khánh Tường nghĩ là các bạn có thể đến đây bất cứ lúc nào. Và theo Khánh Tường được biết thì được mở từ 5-10 ngày trước rồi và kéo dài cho đến tận 30 Tết luôn. Nên các bạn có thể khi mà có nhu cầu thì mình có thể ra ở đường Nguyễn Hữu Thọ để chúng ta mua hoa nha. Còn bây giờ thì Khánh Tường muốn giới thiệu với các bạn thêm một cung đường nữa cũng gần sát đây luôn. Chúng ta chỉ cần đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ và đoạn từ cầu Kinh Tẻ hướng về Los Temas, đây thì chúng ta sẽ gặp cái ngã tư cắt giữa Nguyễn Hữu Thọ và đường Nguyễn Thị Thập, là một con đường toàn là mai không luôn. Bây giờ mời các bạn cùng với Khánh Tường đi qua con đường đó nha. Các bạn ơi, tiếp nối con đường Nguyễn Hữu Thọ với rất là nhiều cây cảnh vừa rồi thì các bạn chỉ cần tiến gần hơn một tí xíu tới chỗ ngã tư Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập thì các bạn sẽ bắt gặp thêm một con đường nữa chuyên bán cây cảnh mà Khánh Tường thấy là đang bán hoa Tết, đặc biệt là hoa mai rất là nhiều. Đây, bên cạnh Khánh Tường là một gian hàng với rất là nhiều hoa mai. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều nụ. Khánh Tường nghĩ là khoảng 2-3 ngày nữa các bạn tới đây thì sẽ vàng được hết trơn luôn. Có một cây đã nở hoa rồi nha các bạn. Mặc dù là đã có rất là nhiều hoa nở rồi nhưng mà Khánh Tường thấy là còn có rất là nhiều nụ nữa. Và ở đây để bảng là điểm mai vàng quận 7 bán và cho thuê. Vậy là hình như là những chậu mai này người ta cũng có cho thuê để về trưng Tết luôn. Các bạn ơi, Khánh Tường vừa mới bắt gặp một tác phẩm nghệ thuật ở trong và đã xin phép được anh chủ của cái tiệm mai này tiến sâu vào bên trong. Đây, tác phẩm này mang tên là Thuận Buồm Xuôi Gió. Các bạn thấy là cái chậu hoa, cái chậu mai á, là hình con thuyền. Lý do vì sao gọi là tác phẩm? Tại vì nó có tác giả là người đã gọi là uốn nắn cho nó được như thế này. Các bạn thấy cánh mai xà từ ở trên xuống đây với rất là nhiều nụ chi chít luôn. Khánh Tường nghĩ là khoảng 2-3 ngày nữa thì cái cánh buồm này thật sự là sẽ bung nở vàng được luôn. Của tác giả Vân Tiên và có số điện thoại luôn. Nếu mà các bạn có nhu cầu mua thì các bạn có thể tới đây nha, ở đường Nguyễn Thị Thập.
Các bạn ơi, nãy giờ là chắc là các bạn cũng đã được nhìn ngắm tác phẩm Thuận Buồm Xuôi Gió rồi đúng không? Và Khánh Tường nói là đó là của tác giả Vân Tiên. Và ngày hôm nay rất là may là anh Vân Tiên này cũng có mặt ở đây luôn. Anh cũng là chủ của cửa tiệm này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tới bắt cóc. Anh Vân Tiên để chúng ta phỏng vấn anh nha. Dạ em chào anh ạ. Dạ anh là anh Vân Tiên đúng không anh? Anh ơi, anh mình làm nghề này bao nhiêu lâu rồi anh? 22 năm em. 22 năm rồi. Em thấy là ở đằng kia có một cái tác phẩm là Thuận Buồm Xuôi Gió, thì cái đó là anh làm trong bao lâu? Thiết kế thì được 1.5 năm, còn thực chất làm thì khoảng chừng tháng. Cái khâu thiết kế mới lại làm là nó như thế nào anh? Khi mà mình thiết kế, mình định hình là mình phải tạo cái dáng đó trước. Mình phải có ý tưởng trước. Dạ. Mình tạo một cái ý tưởng trước rồi mình mới làm được cái cây. Mà từ cái cây đó mình làm thành tác phẩm, nó kéo dài nó khoảng chừng 1 năm. Dạ. Tại vì lúc đầu là cái cây của nó cũng giống như những cái cây bình thường hay khác thôi. Đó, mình phải chọn một cái cây có thể nó làm được cái tác phẩm đó, phù hợp với cái ý tưởng của mình. Dạ. Vậy thì vấn đề này cũng tế nhị tí xíu, mà em cũng muốn hỏi luôn là cái cây đó bây giờ nếu mà có người mua thì anh sẽ bán với giá bao nhiêu? Nếu mà có người mua thì tùy theo cái khách hàng. Dạ. Thấy không? Con. Em thấy là ở đây mình có để bảng là mai vàng bán hoặc là cho thuê. Vậy thì cái cho thuê này là em thấy hơi lạ, này là cái hình thức nó làm sao anh? Hình thức cho thuê, ví dụ người khách người ta cái nhà người ta chật. Người ta thích chơi cái cây mai đó, trưng bày cái cây mai đó trong nhà, nhưng mà vì cái điều kiện là không có sự chăm sóc được, người ta chỉ có thuê về người ta trưng Tết xong rồi người ta trả lại cho mình. Dạ. Đó vậy thôi. Rồi cái mức mức lượng mà tiền thuê á, thì trung bình nó thì bằng cỡ 30% giá trị cây mai. Dạ. Ví dụ như cây mai 10 đồng thì người ta thuê là 3 đồng. Dạ. Và cái thời gian mà người ta được giữ cây mai đó là khoảng bao lâu anh? Thời gian người ta sở hữu cây mai thì nói chung á, thì cây mai cái tới 20 âm lịch là bắt đầu mình đã đưa cây mai ra quầy chỗ trưng bày mình phục vụ cho bà con. Cho nên là từ cái lúc đó thì người ta có thể được quyền thuê, và người ta thuê người ta trả cái mai mình là vào cái lúc tập độ mùng 8 Tết đến mùng 10 đó. Khoảng mùng 8 Tết đến mùng 10. Dạ. Tức là vậy là từ ngày hôm nay là đã là những ngày đầu tiên là mình đã nói cho thuê rồi đúng không anh? Dạ. Đã cho thuê vài cây rồi. Dạ. Vậy là cái số tiền đó là nó cố định như vậy luôn là khoảng 30%. Chứ không tính theo ngày. Dạ. Không có tính theo cái thời gian cố định, nó là trung bình nó cỡ 15 đến ngày đến 18 ngày. Dạ. Người ta thuê gì người ta chơi cái tầm dao động cái ngày nó vậy. Dạ. Ngày hôm nay thì anh đã mở cái gian hàng của mình ở đây là được mấy ngày rồi? 5 ngày. Được 5 ngày rồi. Và anh dự kiến là sẽ mở tính khoảng ngày mấy? Trưa 30 Tết âm lịch. Trưa 30 là mình sẽ dọn. Còn cái ngày mà người ta trả mai cho mình khoảng mùng 8, mùng 10 là người ta sẽ chở tới... Là mình tự, mình có xe nhà, mình đi gom. Dạ. Mình có địa chỉ, mình lưu lại hết và hợp đồng cho thuê, mình lưu lại hết rồi mình đi gom cây về. Dạ. Vậy là cái phí đó là bao gồm cái phí mình vận chuyển cho người ta luôn rồi? Bao gồm mình vận chuyển hết tất cả, từ vận chuyển đi, vận chuyển về. Dạ. Tính trong cái phí đó. Em thấy cũng rất là tiện đúng không? Dạ rồi, em cảm ơn anh Tiên rất là nhiều. Chúc anh là sẽ mua may bán đắt năm nay nha. Rồi, anh dạ cảm rồi. Cảm ơn em. Dạ. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được đi dạo qua con đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Nguyễn Thị Thập. Có rất là nhiều những gian hàng bán mai, bán những cây cảnh ngày Tết. Và không chỉ có mai đâu mà còn có lan hồ điệp nữa, giống như là cái gian hàng mà Khánh Tường đang đứng ở đây. Các bạn sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Và theo như Khánh Tường được biết, hỏi một số chủ tiệm á, thì cửa hàng mai đã được mở cách đây khoảng 5 ngày rồi và sẽ kéo dài đến 30 Tết luôn. Cho nên là các bạn không cần phải sợ là mình sẽ bị trễ hay gì hết. Rảnh giờ nào có thể ra giờ đó. Và chỉ vài ngày nữa thôi thì ở đây sẽ vàng rực cả con đường này luôn. Còn bây giờ thì Khánh Tường mời tất cả các bạn sẽ cùng theo chân Khánh Tường đến với một địa điểm khác. Cũng là một con đường hoa, có cây cảnh ngày Tết, nhưng mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Để biết được đó là nơi nào thì chúng ta sẽ cùng đi ngay bây giờ các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn, hiện tại thì Khánh Tường đang có mặt tại khuôn viên của Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây thì có một đường hoa được mở ra từ ngày 7 tháng 1 và sẽ kéo dài cho đến ngày 28 tháng 1 do các y bác sĩ, các y tá của bệnh viện này mở ra với một mục đích vô cùng ý nghĩa. Đó chính là tạo một cái không gian cho tất cả những bệnh nhân nội trú tại bệnh viện ở trong dịp Tết này không có cơ hội được về quê ăn Tết thì họ sẽ cảm thấy ấm lòng hơn. Và ngày hôm nay thì Khánh Tường xin mời tất cả các bạn sẽ cùng với Khánh Tường chúng ta cùng nhìn ngắm đường hoa này, một cái đường hoa hết sức là ý nghĩa, xem là sẽ có những điều đặc biệt gì các bạn ha. Xin mời các bạn cùng đi với Khánh Tường.
Giống như Khánh Tường chia sẻ thì ở đây là những mô hình do các y bác sĩ của các phòng, các khoa dựng nên. Cho nên chúng ta có thể thấy là có rất là nhiều phòng khoa, ví dụ như là khoa phẫu thuật gây mê hồi sức nè, rồi khoa thẩm mỹ, rất là nhiều khoa. Ở mỗi một khoa như vậy sẽ dựng nên một cái mô hình rất là đẹp. Và Khánh Tường thấy đa số ở đây thì đều là những cái mô hình mà gợi nhớ lại khung cảnh quê nhà của mình. Có nhà lá, rồi có bàn tre, rồi được mô phỏng lại giống như là không gian quê Tết ở dưới quê của mình vậy. Ngay chỗ Khánh Tường đang đứng là một không gian rất là đẹp. Có thể nói là mỗi một phòng, một khoa như vậy thì đều có một cái giống như là một cái phong cách riêng trong cách trang trí Tết của mình. Ở đây thì Khánh Tường thấy là có một cái mô hình là ban quản lý dự án Bệnh viện Chợ Rẫy Việt Nhật mừng xuân. Đây, mọi người làm bằng một cái mô hình bằng workshop luôn. Đây, thấy cũng rất là quy mô. Đây. Còn ở đây là không gian Tết của khoa khám xuất cảnh. Khoa khám xuất cảnh. Đấy, cũng có một cái mô hình ngôi nhà bằng lá nè, rồi có quan gánh nè, có cây mai ngày Tết. Và hoa ở đây cũng là những bông hoa thật nha mọi người. Cho nên Khánh Tường nghĩ là với những bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy mà không có dịp về quê để ăn Tết cùng với gia đình trong dịp Tết này á, thì mọi người cũng sẽ cảm thấy ấm lòng hơn rất là nhiều. Bên cạnh những cái không gian được dựng nên á, thì Khánh Tường thấy còn có những cái câu slogan, những cái thông điệp rất là ý nghĩa nữa. Ví dụ như bây giờ Khánh Tường đang đứng ở không gian của khoa viêm gan, thì ở đây có một cái câu slogan, đó chính là chúng tôi yêu bạn, yêu nhất là lá gan của bạn. Đây, những cái thông điệp mà tạo một cái động lực rất là lớn để cho những người bệnh nhân chúng ta có thêm cái nguồn động lực để chúng ta cố gắng để vượt qua những căn bệnh của mình, để có thể quay trở về cùng với gia đình của họ. Thì nếu như mà những cái không gian kia thì chúng ta thấy là chỉ có ngoài hoa thật ra thì những cái khác còn lại chỉ là mô hình và giả thôi. Thì bây giờ Khánh Tường thấy có một cái không gian là có rất là nhiều đồ thật. Ví dụ cá thật. Đây, cá đang bơi lội bên dưới luôn, và cái hồ này cũng là một cái hồ nhân tạo thôi. Khánh Tường thấy là chứ không phải là cái hồ bình thường mà có. Rồi, hai cái này mình có thể gọi là cái thuyền thúng luôn ta. Hai chiếc thuyền chở rất là nhiều những cái gọi là sản vật quê nhà của mình. Có bắp ngô nè, có khoai lang, có câu, có dừa và có cả dừa nước nữa. Giống như là tượng trưng cho cái sự bội thu của ngày Tết. Và Khánh Tường nghĩ là những người bệnh nhân ở bệnh viện mình đó, khi mà nhìn thấy những cái khung cảnh này thì cảm thấy là đỡ nhớ nhà hơn rất là nhiều luôn. Và chúng ta cũng có một cái niềm hy vọng vào những cái điều tốt đẹp trong tương lai nữa về mùa màng ở quê hương mình. Bên cạnh những vườn hoa và những cái cảnh vật trang trí Tết đó, thì Khánh Tường thấy là trên con đường này còn có một cái khu mà bản thân Khánh Tường cho rằng là vô cùng ý nghĩa luôn. Xin mời các bạn qua bên đây, Khánh Tường sẽ giới thiệu với các bạn ha. Đây là một cái gọi là một cái giá để cho mọi người có thể viết những cái điều ước của mình lên trên này. Những điều ước cầu mong bình an, hạnh phúc cho những người thân của mình. Và hiện tại thì Khánh Tường thấy cũng có rất là nhiều những bệnh nhân hoặc là người thân của bệnh nhân đến đây và viết những cái lời chúc ý nghĩa để lên trên này, với mong cầu là người thân và bạn bè của mình sẽ vượt qua được những căn bệnh và bình an vô sự. Xin phép sẽ được đọc một vài những cái lời chúc để cho các bạn nghe ha. Chúc mừng năm mới, chúc gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đông đầy yêu thương. Và bên cạnh đó thì cũng có những lời chúc mà Khánh Tường cảm thấy rất là cảm động. Con thương mẹ cha nhiều lắm, mẹ mau khỏe lại nha. Thấy cha mẹ ngồi ăn cơm con vui lắm, đứng dậy quay đi và ngoảnh lại vẫn còn thấy cha mẹ, con mừng lắm. Và còn một đoạn dài nữa. Đây là một cái lời chúc chắc là của một bạn nào đó viết cho ba mẹ của mình. Và khi mà cái niềm hạnh phúc của bạn khi mà thấy mẹ của mình đã dần khỏe lại. Đó là một vài lời chúc mà Khánh Tường đọc ở đây. Chúng ta cũng không quên mong rằng là tất cả những cái mong muốn, ước nguyện của bệnh nhân hoặc là người thân của bệnh nhân viết ở trên này sẽ mau chóng thành hiện thực các bạn ha. Và tiếp theo luôn là khu của khoa phẫu thuật mạch máu. Đó. Thật ra thì cũng có sự khác nhau giữa các khu vực ở đây. Có những khoa thì gọi là đầu tư rất là quy mô hoành tráng, có những khoa thì cũng làm đơn giản thôi, với hoa và với những cái biểu tượng của ngày Tết thôi. Đây là mô hình của khoa phỏng tạo hình, của khoa phỏng và tạo hình. Đây, giống như Khánh Tường nói là không chỉ có cảnh đẹp không thôi, mà ở đây còn có những cái thông điệp rất là ý nghĩa để hướng tới những điều tốt đẹp. Và mùa xuân này thì các bạn cũng nhớ là đây, khi mà mình đọc những cái thông điệp như thế này thì mình nhớ khi mà mình tham gia giao thông thì mình hạn chế cái việc là mình uống rượu bia, hoặc là
có lỡ mà vui quá chén với bạn bè rồi thì mình nên là có thể là mình đi taxi về chẳng hạn, để bảo vệ an toàn cho mình và những người xung quanh mình nữa nha các bạn. Hay. Kế bên luôn là không gian của khoa phòng tài chính kế toán. À, cái điểm nhấn, Khánh Thần thấy điểm nhấn của cái khu vực này đó chính là hai cái đồng tiền to lớn này, với mong muốn là sẽ an khang thịnh vượng, tiền vô như nước vào năm mới. Các bạn ơi, từ nãy đến giờ thì chúng ta đã được đi dạo quanh con đường hoa dài khoảng 200m trong khuôn viên của Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Và với rất là nhiều khoảng, theo Khánh Thần được biết thì khoảng 70 tiểu cảnh với vườn hoa nè, với mái nhà tranh, bánh chưng, bánh tét, rất là nhiều cảnh vật luôn. Và hy vọng rằng đây sẽ là những không gian để giúp cho những người bệnh nhân Tết này không có về quê ăn Tết thì họ sẽ cảm thấy ấm lòng hơn và mong ước về những điều tốt đẹp trong năm mới. Và một mục đích cao hơn nữa, Khánh Thường nói là có những gian hàng, có những cái slogan, những cái thông điệp rất là ý nghĩa. Thì với một cái mục đích lớn nhất là cầu mong bình an sức khỏe cho tất cả mọi người.